Chiều ngày 23 tháng 11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ Hoa Kỳ, chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tham dự hội nghị tại điểm cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trong thời gian nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, phù hợp thực tiễn và diễn biến dịch bệnh trong từng thời điểm. Đến nay Việt Nam chuyển đổi quan điểm từ zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với COVID-19. Theo đó, các địa phương trong cả nước đã dần mở cửa phục hồi kinh tế và xem đây là nhiệm vụ cấp bách Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Tô Anh Dũng bày tỏ sự phấn khởi khi hiện nay có nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mở hoạt động trở lại với quy mô từ 60 đến 80% có doanh nghiệp mở cửa với quy mô 100%, đồng thời cho rằng hội nghị gặp gỡ Hoa Kỳ, chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam là dịp để các đại biểu thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm để hợp tác, khôi phục các hoạt động sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Thông qua đại diện của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Tô Anh Dũng gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực đối với Việt Nam trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có sự hợp tác, liên hệ chặt chẽ với các bộ ngành của Việt Nam trong thời gian tới. Tại hội nghị, các điểm cầu đã nghe đại diện các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đà Nẵng chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống dịch và thích ứng an toàn với COVID-19, đồng thời thảo luận kiến nghị các giải pháp, hình thức hợp tác phù hợp để các địa phương mở cửa an toàn, xây dựng lại chuỗi cung ứng, sản xuất và phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tại khu vực kinh tế phía Nam.